Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin hướng dẫn tiếp bài thứ tư. Đó là bài này tôi sẽ hướng dẫn sau các bạn đã vẽ rồi thì các bạn có thể ghi kích thước. Tôi xin hướng dẫn ghi kích thước cái bài này để các bạn có thể ứng dụng một chút. Kích thước bên 3D thì nó hơi khác hơn chút bên 2D. Bây giờ tôi ví dụ như khác cái gì các bạn chú ý nha. Tôi cho về dạng 2 frame này cho các bạn dễ quan sát. Bây giờ ví dụ tôi muốn ghi kích thước từ đây đến đây, tôi dùng Define Dimension. Tôi vẽ trong đỉnh line đi ha. Tôi đo được bề ngang này. Các bạn thấy khi tôi nhấp ở đây tôi đo thì các bạn thấy nó sẽ bị lệch theo. Khác ha. Khác đúng không? Đấy. Nó khác một chút. Bây giờ tôi sẽ đo bằng cách nào? Thì các bạn chú ý này. Cái này là các bạn thấy nó nghiêng thì chúng ta phải chọn mặt phẳng nghiêng đúng không? Chúng ta chọn vào cái bề nghiêng của nó ha. Đây. À. Các bạn lấy cái đường line ra để cho dễ dùng. Dimension đây. Rồi, đầu tiên tôi sẽ vẽ bằng cái lệnh này, bề nghiêng thì tôi đo cái này. Các bạn thấy này, tôi chọn đối tượng sao đúng không? Tôi sẽ nhấp điểm đầu, nhấp điểm cuối, kéo ra. Các bạn thấy nó ra một kích thước nhỏ quá, thì các bạn sẽ tăng lớn bằng cách gọi chữ D. Cho nó lớn lên, chọn chữ D xong để nguyên mặc định cũng được, hoặc là có thể chọn New ha. Tôi để nguyên luôn này. Tăng lớn lên các bạn, thì các bạn chọn vào cái mục là Test này. Các bạn chọn là dưới dạng ISO đi cho nó quay ha, dạng này. Các bạn để cái này thì nó nằm ngang này đúng không? ISO hoặc là Align. Các bạn có thể chọn, thông thường là tôi dùng chế độ là ISO. Rồi, chế độ thứ hai là giờ. Các bạn chọn cái chế độ này thì các bạn chọn là số lẻ ha. Các bạn có thể lấy là làm tròn luôn đi ha. Rồi. Đấy. Rồi, dấu thập phân là dấu chấm. Kế tiếp test thì các bạn gõ cho tôi là cho số 3 đi. Tăng lớn lên chút xíu ha. Chọn ISO tăng số 3, ok. Rồi, close. Các bạn thấy nó lớn này đúng không? Nó lớn này. Đấy. Muốn lớn nữa thì gõ chữ D lại. Gõ Enter. Cho lên chút xíu nữa, cho lên 5 đi các bạn ha. Modify ha, chọn Modify. Xong đó các bạn sẽ cho kích thước ở đó, chọn mục Text, cho lại lên 5. Rồi bấm ok. Đấy, bấm close. Các bạn thấy nó bự hơn rồi. Rồi, như vậy các bạn đo được mặt này. Nếu các bạn để nguyên, đo mặt này được. Bây giờ chúng ta tự đo cái mặt cắt ngang này coi sao ha. Chúng ta chọn vẫn là đổi chế độ nghiêng luôn, tại vì 3D nó nằm góc nghiêng mà. Chọn điểm thứ nhất, chọn điểm thứ hai, ok. Rồi, đo mặt ngang được luôn, 30 đúng không? Tại vì chúng ta đo nãy chúng ta đo là 30 gì đó. Rồi, bây giờ tiếp theo các bạn thì tôi sẽ đo tiếp mặt nữa, đó là tôi đo theo chiều đứng này ha. Theo chiều đứng chúng ta đo sao? Chiều đứng thì chúng ta cũng lấy, bây giờ chúng ta lấy đường thẳng rồi đo được không nè. À, đều đứng này nó bằng không các bạn này, các bạn thấy bằng không đúng không? Hủy đi, ép kép thì lại. Chúng ta đo biểu nghiêng thử coi. À, sang đây cho các bạn dễ quan sát ha. Đây, đo mặt nghiêng của nó đi. Đấy, vẫn bằng không luôn đúng không? Vẫn đứng nghiêng gì có bằng không, như vậy thì chúng ta phải như thế nào? Thì mục đích của tôi là tôi sẽ để hướng dẫn các bạn cách đổi hệ trục tọa độ của nó để chúng ta biết đo được. Thì bằng cách chúng ta sẽ để nguyên này ha. Chúng ta nhấp phải chọn mục là US. Các bạn chọn vào đây. Các bạn sẽ chọn cái góc đây. Đấy. Chúng ta nhấp vào xong đó ta chọn lục trục theo chiều OX, nhấp vào đây ha. Chọn điểm. Nhập theo chiều trục tọa độ OX, chọn trục OY. Thì chúng ta thấy nó xoay học chiều độ OX và OY, trục Z nằm dưới rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ đo được các bạn này. Chúng ta chọn cái bề nghiêng này, chúng ta đo này. Đó, 30 thấy chưa? Enter. À, hoặc là chúng ta enter gọi là lệnh lại, hoặc là chúng ta sẽ chọn lệnh mới. Các bạn mới thì tôi hướng dẫn thì tôi sẽ chọn này, các bạn dễ quan sát. Chúng ta có thể gọi lệnh tắt được ha. Đây, 30 30. Đó, các bạn thấy chúng ta vẽ được rồi. Đó, chúng ta bây giờ chúng ta có thể đo được bề đứng này này. Đúng không? Bề đứng là 30 và bề ngang này là 30. Bề này 30 chúng ta đo rồi. Rồi, thì đây là chúng ta có thể đo được. Bây giờ chúng ta có thể đo cái xóa đường này đi ha. À, tôi sẽ hướng dẫn các bạn đo đường tròn bên trong thôi. Chúng ta đo như thế nào? Đấy, thì tôi sẽ xóa cái đường lại cũ đi. Nãy chúng ta đo cho đường bên ngoài đúng không? Ta đo bên trong này chúng ta đo như thế nào? Thì chúng ta đã cũng tương tự. Chúng ta cũng chọn là cái trục này. Đấy, chúng ta nhấp vào điểm góc ha. Rồi, chọn trục OX, chọn trục OY. Giờ chúng ta đo. Đây, chúng ta đo nãy chúng ta là 10 đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta coi nó bao nhiêu nha. À, 10 các bạn, đúng này. Đó, thấy chưa? Rồi chúng ta coi bề ngang cái nó đục bao nhiêu nữa ha.
điểm thứ hai, chọn điểm thứ nhất, điểm thứ hai. Rồi đúng 10 luôn rồi các bạn ha. Như vậy đục 10 10 tức là cái ô vuông ở giữa này là 10 này các bạn này. Đấy, tương tự với các bạn đục thì các bạn tự đục ha. Như bài số 3 tôi đã đục rồi. Đây là bài số 4, thì bài số 4 này tôi hướng dẫn các bạn cách là đo rồi. Đo góc các thứ ha. Bây giờ một số bạn nói đường tròn này đo như thế nào thì đường tròn cũng tương tự thôi, các bạn cũng vậy các bạn làm ha, tương tự. Cũng xoay các trục tọa độ bằng các bạn cứ trục OX. Chọn này, chọn đơn vị là UCS. Giờ bạn chọn là trục OX trước rồi chọn trục OY, vậy là đo ha. Cứ nhấp kéo nhấp kéo nhấp kéo. Rồi, thì bây giờ xong cái xong rồi thì các bạn có thể là in. Tôi xin hướng đấy các bạn này, cho về dạng phối cảnh các bạn xem. Đấy, các bạn đã có kích thước rồi. Các bạn thấy màu này là màu trắng hơi khó xem thì có thể đổi lại bằng cách gọi chữ D, chọn màu sắc lại ha. Modify. Modify xong các bạn thấy ở đây là các cái đường bóc của nó là màu trắng, chúng ta cho màu đỏ lại ha. Các bạn thấy nó sẽ nổi màu đỏ này. Đấy. Rồi bấm mặc định thì các bạn thấy không có thấy mũi tên, các bạn có thể đổi mũi tên được bằng cách chúng ta cho đây này. Đấy, có các hướng này ha. Hướng đầu, hướng cuối, mũi tên đầu, first, second thì đấy, các bạn đổi lại đây. Này. Hướng mũi tên đây, đây là mặc định nó không có mũi tên ha. Các bạn có thể cho mũi tên lớn lên, chọn lại đây. Còn đây là màu của đường nét rồi ha. Rồi. Sau khi xong rồi thì các bạn có thể chọn này, nếu mà các bạn đo đường tròn nó sẽ lấy từ tâm ra này, từ tâm ra đây ha. Các bạn nhấp dưới này. Rồi bấm ok ha. Rồi, close. Các bạn thấy bây giờ nó có màu đỏ này. Đó, các bạn thấy nó kích thước nó có rồi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn tiếp theo, đó là in. Đó là bài này đo kích thước ha. Đo kích thước xong rồi. Này thì chút nữa tôi sẽ hôm lần sau tôi sẽ có video hướng dẫn cho các bạn cách là in ấn để tách rời đỡ bị các bạn nhầm lẫn. Thì các bạn thấy làm một cái video để in riêng ha. Vậy đây là cái kích thước rồi ha. In thì các bạn sẽ cứ vậy các bạn in thôi. Thì tôi xin hướng dẫn cái ở video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.